Xin được cảm ơn tất cả anh chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vừa nãy thì chúng ta có lắng nghe bài phát biểu của ông Tom Curry, rồi sau đó thì có bài phát biểu của thầy Tuấn và của anh Nguyễn Bá Quỳnh, thì tất cả đều khuyến khích mọi người du học tại châu Âu, và chắc chắn là các bạn khán giả hiện tại thì đang rất là hồi hộp và muốn được nghe những cái bí quyết du học từ các anh chị. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin được hỏi các anh chị, đấy là trong cái quá trình mà chuẩn bị đi du học tại châu Âu thì các anh chị được học bổng, ví dụ như là chị Thu Hà được học bổng Chevening của anh chẳng hạn, thì xin được hỏi chị là cái bí quyết mà được học bổng như thế nào, nó có khó không, và trong quá trình chị chuẩn bị hồ sơ thì có những điểm gì mà cần lưu ý ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nói về quá trình xin học bổng thì mình nghĩ là như thế này, xin học bổng có khó hay không, câu hỏi thì rất là hay, nhưng mà câu trả lời của mình thì mình nghĩ là có khó và có không khó, nó có cả hai khía cạnh. Mình cái nói cái không khó trước. Cái không khó ở đây theo mình đó là chương trình học bổng nó cho những cái người mà có khả năng và có một quá trình rèn luyện trong lâu dài, chứ nó không phải là một cái chương trình để là mình bình thường mình không phấn đấu gì, nhưng mà đến một giai đoạn mình học tủ và mình được. Đấy, người châu Âu thì người ta cũng rất là fair ở cái điểm là người ta cũng nhìn vào cả một cái chặng đường học tập, rèn luyện và phấn đấu của mình để cho học bổng. Còn cái khó ở đây là nói tuy là dễ như vậy, nhưng mà làm thế nào để mình có thể bộc lộ được hết những cái phẩm chất của mình, những cái khả năng của mình, để cái người đánh giá người ta hiểu hết cái năng lực của mình để cho học bổng, thì cái đó rất là khó. Tôi cũng may mắn là có rất là nhiều cơ hội để tôi chia sẻ cái kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ và làm CV nói chung để khi xin việc cho rất là nhiều đối tượng, ví dụ như đối tượng sinh viên, đối tượng học sinh đã ra trường, đối tượng đã đi làm khoảng 3-5 năm, thậm chí có những đối tượng là lãnh đạo cao cấp, nói chung là chỉ dưới CEO của những tập đoàn đa quốc gia một bậc thôi. Thì tôi nhận thấy là một điểm chung của người Việt Nam ấy là thông thường các bạn có nhiều cái hay, cái tốt để trình bày hơn là những gì mà các bạn hay viết vào giấy. Có nghĩa là cái khả năng marketing bản thân, cái khả năng bộc lộ những phẩm chất của bản thân chưa có tốt. Thì theo tôi, để xin được học bổng thì các bạn cần phải cải thiện cái kỹ năng này nhiều hơn nữa. Hãy mạnh dạn, hãy chia sẻ với mọi người những cái gì mình làm được, mình đã làm tốt như thế nào, mình phấn đấu như thế nào, thì cái cơ hội mình đạt học bổng nó sẽ được nhiều hơn. Cảm ơn chị Thu Hà. Xin hỏi chị Minh Châu ngồi bên cạnh, chị học theo học bổng DAAD của Đức. Vậy thì chị chia sẻ như thế nào về cái quá trình xin học bổng của chị ạ? Hi everyone, should we speak in English? Because here there's also foreigners guests here. So I think to be fair that everyone can understand each other. So we speak English. It's okay for all of you, our students, okay? Yeah, so just a very short introduction about myself. So my name is Bùi Thị Minh Châu, and I graduated from this university from the Faculty of International Relations. And then in 2012, I was very lucky to be the only Vietnamese student get the full scholarship from the German government, DAAD, to study master's in development management in Germany. And so that's why I want to share with you about this experience. So the first words I would like to share with all of you, if you want to apply for a full scholarship, where every expense, every fee you will be covered, and it's also enough for you to travel around Europe, and also you can, if you don't spend a lot, you can have some money when you're back to Vietnam. So it's my own experience. So to get a full scholarship is really, really a very good chance in your life from my own experience. And the first work is concentration. What does that mean for concentration? Because you know that in our life, we have a lot of attraction. We have many things to obtain in life. And also in terms of scholarship, you want a lot. You want traveling, you want DAAD, you want others. But we have only 24 hours per day. And so that's why we need to concentrate. So you just need, you should decide with one or two or maximum three scholarship program you want to apply it. And then you need to spend time to
to find information about the scholarship, to find what the requirement about the scholarship. And to be honest with all of you, I spent almost 1 year to prepare for that, for the scholarship for DAAD. And the first important thing is the letter of motivation. This is very important because you know that for the board of the church, when they read the letter of motivation, they read a lot. It could be million, because for them, for my program, it's the program for all the developing country in the world. So for some country, maybe just one, like Vietnam, this the years, and also other country, maybe no one. So that's why your letter of motivation have to express yourself, your unique self, that you differ from other, and why you really deserve to get this scholarship. And people have they really have to see you and realize you in the future. If you get this scholarship, how can you contribute to your community? And the second important thing is also the letter of recommendation. It's not easy to get a good letter of recommendation. So there are two important things, and I don't want to take a lot of time. So for all of you here, if some of you really want to share more experience to get the full scholarship, we can talk more at downstairs later. Okay, that's okay? Thank you. Xin cảm ơn chị Hà và chị Châu. Như vậy thì cả hai chị đều nhấn mạnh đến cái yếu tố đấy là chúng ta phải làm thế nào để cho bản thân chúng ta khác biệt, đúng không ạ? Làm thế nào để marketing cho bản thân, để giữa 1.000 hồ sơ mà hồ sơ của chúng ta có thể nổi bật nhất. Hôm nay thì chúng ta cũng có một khách mời đặc biệt, đấy là chị Trần Hồng Hạnh. Chị Hạnh thì là từng du học tại Trento ở Ý, nhưng mà khi mà quay về Việt Nam thì chị Hạnh đang làm việc với vai trò ở Uni Italy, tức là một cái cơ quan mà chuyên trách về việc cấp học bổng cho du học sinh khi mà đi học tại Ý. Vậy thì ở một cái vị trí hiện nay, khi mà có dịp là hàng ngày theo dõi những cái hồ sơ của các bạn sinh viên gửi đến, thì theo chị Hạnh thì chị nghĩ thế nào sẽ là một bộ hồ sơ mà có thể lọt vào mắt xanh, được chấm, được chọn ạ? Và có một điểm gì mà các bạn sinh viên ở dưới nên lưu ý trong quá trình mà các bạn làm hồ sơ ạ? Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đây có lẽ là lần thứ ba tôi được quay lại nói chuyện với cả trong cái hội trường này. Và hôm nay thì tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về các học bổng của cộng đồng Trung Châu Âu, chứ không chỉ riêng của Italia. Về một số cái học bổng khá phổ biến thì hai cựu sinh viên trước tôi cũng đã nói rồi. Còn với bản thân tôi, bây giờ thì không phải là nói với tư cách là cựu sinh viên nữa, mà là quay lại với cái tư cách là sếp hồ sơ học bổng của các bạn, thì tôi nghĩ rằng có hai yếu tố mà tôi có thể thêm vào. Đó là thứ nhất là yếu tố cơ hội và tiên phong. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đã từng nghe những người mà tiên phong trong một lĩnh vực nào đấy, những người mà tiên phong trong một lĩnh vực không chỉ là ở ngành nghề nào mà là cái yếu tố địa lý. Ai là những người đầu tiên đi du học ở Pháp, ở Đan Mạch, hoặc là một cái lĩnh vực nhất định như là về công nghệ thông tin vân vân, thì các bạn cũng thấy rất là rõ là sau này cái cơ hội của mình sẽ có hơn rất là nhiều. Trong các nước châu Âu thì không phải là nước nào cũng đã có mặt ở đây rất lâu, như Anh, như Pháp, như Đức. Vì vậy các bạn rất nên xem những cái học bổng của các nước khác, bởi vì để thu hút học sinh Việt Nam, họ sẵn sàng, những học sinh đầu tiên thì họ sẽ có những học bổng đặc biệt. Đấy là yếu tố về cơ hội mà các bạn nên xem xét. Yếu tố thứ hai là các bạn nên xem về cái tính cách của mình, bởi vì là cộng đồng châu châu Âu có những tính cách rất khác nhau. Tôi có thể nói là có những tính cách rất phù hợp để học ở Anh, những tính cách rất phù hợp để học ở Đan Mạch, và những tính cách phù hợp để học ở Nam Âu. Có lẽ cái này thì hơi bị phân biệt vào vùng miền một chút, nhưng mà Ý mặc dù nằm trong châu Âu nhưng mà những cái điểm mà giống với Việt Nam tôi nghĩ là có hơn rất là nhiều so với cả các nước châu Âu khác, ví dụ như thế. Hoặc là sinh viên giữa miền Bắc và miền Nam, thì sinh viên miền Bắc nhiều khi là cảm tình với cả một số nước nhất định, nếu như không muốn nói đến cộng đồng châu Âu, thì nhiều hơn so với những nước mà nói tiếng Anh. Và về cái hồ sơ học bổng của mình, thì tất nhiên bất cứ nước châu Âu nào khi cho học bổng, kể cả bằng khoa học tiếng Anh, cũng khuyến khích là các bạn nói tiếng bản ngữ của mình. Thì hiện giờ trong Thành phố Hồ Chí Minh thì có các khóa tiếng Ý ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên Nhân văn, thì các bạn có thể là học thêm những khóa học như thế để có thêm điểm cộng cho hồ sơ của mình. Cảm ơn chị Hạnh ạ.
Chúng ta chuyển sang một số những cái câu hỏi khác về cái quá trình học tập tại châu Âu sẽ như thế nào. Xin được hỏi anh Kim Cương, anh Kim Cương từng học chuyên ngành viễn thông tại Đại học Aalborg ở Đan Mạch. Vậy thì anh từng học đại học ở Việt Nam, sau đấy sang học Master ở Đan Mạch. Thì có những cái thách thức nào khi mà chuyển từ một cái hệ thống giáo dục của Việt Nam sang hệ thống của giáo dục ở châu Âu ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Dương. Trước khi trả lời câu hỏi thì cũng giới thiệu sơ với các bạn một chút là tôi thì có học bổng full scholarship để học về ngành viễn thông ở trường Đại học Aalborg Đan Mạch. Cách đây cũng khá lâu rồi, bắt đầu từ năm 2000 cho đến năm 2002, 2 năm ở trường Đại học Aalborg chuyên ngành viễn thông. Thì trả lời câu hỏi của bạn Dương thì tất nhiên nó có cái sự khác biệt. Thì khác biệt lớn nhất tôi thấy là khi đi học ở Đan Mạch so với Việt Nam, đó là cái tính thực tiễn và cái khi nghiên cứu học tập thì làm teamwork rất là nhiều. Một cái nữa mà nó khác hoàn toàn với Việt Nam đó là ở các nước châu Âu thì họ đánh giá rất cao cái gọi là cái copyright và cái chỉ dẫn khi làm bất cứ một nghiên cứu nào thì bạn phải chắc chắn bạn phải ghi ra bạn lấy thông tin đó từ đâu, bạn phải viết chi tiết cụ thể. Đó, bài làm của bạn có thể sai, họ có thể, nhưng họ đánh giá rất cao cái tính chính trực trong nghiên cứu khoa học. Ở Việt Nam thì có thể là đi copy the paste, loạn, bạn các bạn có thể làm các tài liệu, có thể làm khi làm các bài tập, có thể chép của nhau, rồi là chép trên mạng, rồi là, nhưng ở châu Âu tuyệt đối cái đấy họ rất ghét. Nếu mà giáo sư mà phát hiện ra đấy, bạn nếu một hai lần bạn có thể bị đuổi. Đó là cái khác biệt rất lớn. Họ luôn luôn mong muốn đến cái sự gọi là sự sáng tạo và cái sự chính trực trong nghiên cứu khoa học. Cái nữa ở khi tôi đi học ở Đan Mạch thì ngoài cái những cái buổi học lý thuyết thì đa số thời gian sẽ làm những cái project mà được đặt hàng bởi các công ty bên ngoài. Cái học bổng của tôi cũng hơi đặc biệt là học bổng đó là 2/3 từ trường đại học và 1/3 từ một công ty về telecom ở thành phố Aalborg. Thì trong quá trình học thì cũng sẽ phải làm những cái dự án được đặt hàng bởi trường của công ty. Do đó là cái tính nghiên cứu thực tiễn nó rất là lớn, nó kết hợp giữa lý thuyết và phải áp dụng được trong nghiên cứu khoa học. Thì đó là những cái sự khác biệt rất lớn giữa học ở Việt Nam và ở Đan Mạch. Một cái điểm nữa đó là học ở Đan Mạch họ tập trung nhiều làm về assignment và làm teamwork rất là lớn. Luôn luôn làm teamwork của 3-4 người. Đó là cái quá trình làm thì được mình sẽ trải nghiệm những cái kỹ năng về làm teamwork, về trải nghiệm rất nhiều về những cái làm việc các bạn ở từ rất nhiều nước khác nhau, văn hóa khác nhau, như anh Quỳnh cũng đã chia sẻ rồi thì không nhấn mạnh thêm. Nhưng mà đó có những cái địa điểm chính mà tôi có thể nhận ra thì cũng xin trả lời với chị Dương. Cảm ơn anh Cương ạ. Như vậy thì là anh Cương nhấn mạnh đến vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu đúng không ạ? Đạo đức trong học tập và nghiên cứu cũng như là cái khả năng làm việc nhóm cũng là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Vậy thì quay sang một câu hỏi về cái chất lượng chương trình học ở tại châu Âu thì như thế nào? Xin được hỏi anh Kim Lý thì anh đánh giá như thế nào về những cái lợi thế của một cái chương trình học MBA tại Thụy Điển ạ? Well, actually, I wasn't as smart as these people. I didn't have a scholarship. But I studied in Sweden. I'm born and raised there. So the schools are, of course, the universities are great. Sweden is a country with so much diversity. And that is something that's really, really important. If you go to Sweden, you will meet people with all kinds, different cultures, different religions. And it's a country that has been working towards equality. And that's something that I'm very, very happy to have been born and raised in a country that is so taking care of the people in such a great way. So if you go to Sweden, you will see that most Swedes, they're well-traveled. So as the video showed before, they all speak English. It's such a small country, so they've been forced to travel from an early age, and it makes them open-minded. So what's important for you guys when you choose a school or whatever country you go to, just make sure that, of course, that you should study as much as you can, but make sure that you socialize with the people, you know, the people that are in the countries. Because that's what you learn, how you learn, and you meet different people, and it enriches your life. And those are the kind of experiences that you can never have, you know, unless you meet people from other countries. So that's the best advice that I can give you. Thank you.
cũng cùng là học theo chương trình MBA, thì chị Thu Hà cũng học MBA tại Đại học Birmingham tại Vương quốc Anh, thì chị đánh giá như thế nào về cái chất lượng chương trình MBA tại Anh của chị ạ? Cho mình sửa một tí, mình học ở trường Aston Business School ở thành phố Birmingham. Anyway thì mình sẽ chia sẻ, học MBA thì ở Anh thì rất là thú vị. Cái thú vị đầu tiên đối với cá nhân mình ý là chương trình MBA, khi mà họ chọn lọc những cái ứng viên để học trong chương trình thì họ phải đảm bảo được cái tiêu chí là có ít nhất 20 quốc tịch trong cái lớp học đó. Thì ở lớp học của mình có đầy đủ các nước trên thế giới đến học. Thì khi đến học vào đấy thì như các bạn biết thì ở nước ngoài người ta yêu cầu rất là nhiều cái việc làm teamwork. Thì ở cái lớp mình người ta chia là rất là nhiều teamwork, mỗi nhóm khoảng từ 4 đến 5 người. Mà các bạn tưởng tượng từ nhiều quốc gia khác nhau đến như thế, nền văn hóa khác nhau như thế. Những người học là những người mà có cái background khác nhau đến tụ họp vào một cái nhóm để làm việc thì vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi mình học MBA thì về cơ bản học MBA là những người có tiền họ đi học. Nhưng mình là được học bổng thì nó cũng về cái mục tiêu nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chứ những người ta bỏ 20.000 bảng Anh, 30.000 bảng Anh là hồi đấy tương đương là 40.000 đô la Mỹ để người ta đi học có một năm thôi, thì người ta phải rất là quyết chí để người ta làm, người ta học và sau này người ta đi làm, người ta lấy lại được số tiền đấy để người ta trả nợ ngân hàng. Đấy, cho nên là khi vào quá trình học là tất cả mọi người đều rất là quyết liệt, aggressive. Nó dẫn đến tình trạng là họ tạo nên những cái conflict rất lớn trong cái quá trình làm việc nhóm. Nhưng đổi lại, khi bạn nào mà qua được những cái quá trình đấy thì các bạn học được rất là nhiều cái kỹ năng tương tác, cái kỹ năng interpersonal skill là làm việc với những cái người xung quanh, làm việc nhóm. Thì khi các bạn làm việc nhóm thì nhiều bộ não thì bao giờ đương nhiên là cũng sẽ tốt hơn là một bộ não. Ngoài ra cái yếu tố tiếp theo là học ở nước Anh thì là cái tinh thần thực tiễn rất là cao. Ngoài chương trình là học ở lớp thì các bạn được tham quan rất là nhiều những cái công ty lớn để có thể trải nghiệm thêm thực sự là ở bên đấy thì business nó được vận hành như thế nào. Một điểm nữa cũng rất là nổi bật là trong quá trình học thì nhà trường cũng cung cấp rất là nhiều những cái khóa đào tạo thêm các cái kỹ năng cơ bản để các bạn có thể trở nên khéo léo và hiệu quả hơn trong công việc. Những cái khóa nhiều khi là rất là đơn giản, ví dụ như là trước khi các bạn làm việc nhóm thì các bạn phải học cách làm việc nhóm như thế nào, các bạn học cách trình bày như thế nào, các bạn học cách viết luận ra sao, thậm chí có những cái cách là làm thế nào để đọc nhanh, nhớ nhanh. Đấy, thì có rất là nhiều những cái khóa như thế thì nó rất là giúp ích cho mình trong quá trình học. Thì nói túm lại thì tôi nghĩ là nó gói lại được trong vài từ. Thứ nhất là tôi thấy nó rất là hiệu quả. Thứ hai là cái tính thực hành rất là cao. Và thứ ba là ngoài cái chuyện học đó, các bạn học được rất là nhiều những cái kỹ năng. Mà thực ra là đi làm việc thì kiến thức nó là một chuyện thôi, nhưng mà kỹ năng thì đóng vai trò rất là quan trọng trong cái thành công, trong cái sự nghiệp của các bạn. Bên cạnh chị Hạnh thì là có chị Minh Châu. Thì chị Minh Châu học ngành về phát triển, development. Thì có thể chị Châu chia sẻ hơn với các bạn cụ thể về cái ngành học của mình và cái chất lượng của ngành học development ở tại Đức đúng không ạ? So you know that international development is an international program. So like chị Hạnh just says that in my class we also have 20, almost 20 nationalities. And that's really, really a great experience for me because we have all the people from different continents in the world. So for the living experience, also studying experience, I think it's another part. So I just want to talk about the qualities of my program and how to be successful when you study abroad. So, for the quality, because the teacher and the curriculum is international, and the degree is also recognized internationally. So it's also very good if we can get the international degree. And an advice for you when you study abroad, to be successful when study abroad, I think is the most important is the activeness of yourself. That you always have to be, you need to be aware that you have a right to challenge your professor, to challenge your lecturers. It's nothing completely wrong or completely right. And that's why for me, the most important thing I learned from abroad is the critical thinking. And everyone have the right to challenge order so that we can build our convincing skill. And also we learn from that when we use the critical thinking so that
that's the time you really learn. Instead of only listening, that would be very boring. And I'm also feel class because nowadays in my own faculty international relations here and also in other universities in Vietnam, I saw that the way of critical thinking, that kind of methods is integrated day by day in Vietnam. It's really a good start for all of you when we study abroad. So remember, you have the right to challenge your professor. Thank you. Có lẽ là một cái lời khuyên rất là thiết thực cho các bạn sinh viên đúng không ạ? Tức là chúng ta phải phát triển kỹ năng phản biện ngay từ bây giờ. Đấy là một cái kỹ năng mà sẽ theo đuổi các bạn trong suốt một cái hành trang sau này, không những là khi mà đi du học tại châu Âu mà ngay cả khi các bạn làm việc, trong quá trình làm việc sau này cũng thế. Cũng với chủ đề về chất lượng giáo dục ở tại châu Âu thì không biết Kim Cương có bổ sung gì không ạ? Về chất lượng của châu Âu thì cũng cứ bổ sung thêm như thế này. Thực ra các bạn cứ bây giờ có xu hướng là cứ nghĩ đến những cái đi du học ở Anh, Mỹ hay Úc là những nước tiếng Anh. Nhưng với kinh nghiệm thực tế của tôi thì tôi chia sẻ với các bạn là ở châu Âu có những cái trường đại học, cái chất lượng đào tạo nó ở top của thế giới luôn. Tùy từng nước, ví dụ như Đan Mạch chẳng hạn, có những cái trường đại học về Aalborg University của tôi thì là đứng đầu châu Âu, cũng như là top 10 thế giới về ngành viễn thông, hoặc là trường DTU, tức là cái trường Technology University of Denmark, là đứng đầu châu Âu và đứng thứ 3 thế giới về năng lượng sạch. Hoặc về Business School thì có Copenhagen Business School. Thì ở châu Âu cái chất lượng về giáo dục rất rất cao, phải nói như vậy. Ngoài ra là ví dụ chia sẻ với các bạn là ngoài cái chất lượng giáo dục mà còn cái cơ sở vật chất và hạ tầng cơ sở vật chất cho nghiên cứu cũng vô cùng tốt. Ở trường tôi hồi xưa đi học master tôi có phòng riêng ở trường để làm nghiên cứu. Rồi ngoài học bổng rất là cao ra là tôi còn có tiền để đi du lịch ở châu Âu vào mùa hè, đi gần hết các nước ở châu Âu. Tôi còn đem một ít tiền về, tôi nhớ chính xác là cái thời đấy 2002 khi về là còn đầm cầm về 5.000 đô và về cái là mua đất luôn. Một đầu tư rất là kịp thời và sáng suốt đúng không ạ? Tức là tiền là đủ để học này, đủ để ăn ở, đủ để đi chơi, để tiết kiệm mang tiền về. Và tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế này, học ở châu Âu, tại sao tôi chọn châu Âu? Bởi vì là cái tính cạnh tranh, bạn đi đầu, đây là nói về xin học bổng nhé, còn đi du học thì không nói, bạn muốn có tiền đi học Anh, Mỹ, có bao nhiêu tiền bố mẹ cho thì không nói, còn đây là các bạn mong muốn lấy tiền của đế quốc để về mình đưa cho mình ấy. Thế thì cái làm sao, giống như trong kinh doanh ấy, bạn phải chọn cái thị trường nào nó gọi là thị trường ngách ấy, cái chỗ nào mà nó ít cạnh tranh thì mình dễ là học bổng lắm. Đúng không? Bây giờ bạn cứ nhằm vào những cái trường top EV của Mỹ, có hàng chục ngàn sinh viên từ các nơi trên thế giới mà đi xin học bổng, cái chance của bạn rất là ít, trong khi châu Âu học bổng tràn trề. Bây giờ tìm cái trường nào mà nó ít học bổng, ít người apply, càng ít sinh viên biết càng nhiều càng tốt, mà thực ra là chất lượng vô cùng cao, thật sự với bạn đấy, đúng không ạ? Mà cầm bằng của các trường đại học châu Âu về so với bằng Anh, Úc, Mỹ có khác gì đâu ạ. Thực ra các công ty bây giờ người ta thừa biết là những cái chất lượng của các trường đại học của châu Âu cũng tốt như thế nào rồi. Thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cái chất lượng ở châu Âu không hề thua kém gì so với các nước Anh, Mỹ hay Úc mà rất là cao. Mà trong khi đó bạn có thể có những trải nghiệm về mặt văn hóa và những thứ khác mà khi đi học Anh, Úc, Mỹ bạn không thể có được. Và chẳng hạn như vậy, chắc chắn là như vậy. Bạn có thể đi du lịch đến 20 nước, 28 nước thành viên châu Âu, rồi có những cái trải nghiệm về văn hóa. Và tại sao tôi chọn đi Đan Mạch? Vì tôi hồi xưa, tôi bé, tôi cũng rất là thích những cái chuyện cổ của Andersen. Thì tôi còn đã đến thành phố Odense, là tiếng Anh Odense, tiếng Đan Mạch là Odense, để quê hương của Đan Mạch. Còn nếu bạn thích chuyện cổ Grimm sang Đức, đúng không ạ? Học bổng DAAD, rồi những chuyện cổ La Mã bạn đi, bạn trải nghiệm rất thích thú. Những cái điều đó bạn không thể có khi bạn đi học ở Mỹ được. Thì một lần nữa xin các bạn là châu Âu thì tràn trề học bổng, cứ tập trung vào châu Âu thôi, tìm cái trường nào mà
Còn sau này các bạn muốn hỏi chi tiết hơn tìm trường như thế nào, ở đây không có nhiều thời gian thì tí nữa các bạn xuống các booth ở dưới thì có thể gặp tôi và các anh chị ở đây thì hỏi thêm, thì tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm bí quyết làm sao mà tìm những cái trường giống như lúc nãy chị có nói. Hồi cái trường Đại học Anbok University tôi tìm là cái trường mà ở đấy tôi là những cái người Việt Nam đầu tiên học, không phải cạnh tranh nhiều. Và hồi đấy là các trường đấy, trường Anbok University là đang thu hút sinh viên quốc tế. Nên là rất cần sinh viên quốc tế đến, học bổng cho nhiều lắm. Mà lại còn cho những cái trường, cho những ưu tiên cho những nước đang phát triển, những nước nghèo như Việt Nam hoặc là châu Phi. Thế thì tất nhiên là một chú ở UK hay là một chú nước ở EU đi cạnh tranh với mình là không được rồi. Mình lại có học bổng, thế là sướng. Và cảm ơn. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình của anh Kim Cương. Nhưng mà tôi cũng xin bật mí là tôi cũng nghe theo lời khuyên của anh Kim Cương, nên là sau khoảng 10 năm sau anh Kim Cương thì tôi cũng theo chân anh Kim Cương đến học tại Đan Mạch và học tại một trường ở thành phố hàng xóm của anh là Aarhus. Và với cương vị là những người tổ chức hôm nay thì tôi rất cảm ơn anh Kim Cương đã đưa ra một cái thông điệp cuối cùng, đấy là hãy cứ đến châu Âu cho tôi, đúng không ạ? Chỉ một câu câu nói như thế này để không phải là tôi muốn học ở châu Âu, tôi muốn quảng cáo học cho châu Âu. Và thực ra tôi hiện nay tôi cũng có hai đứa con và có như thế này, và tôi cũng định hướng nếu sau này con tôi đi du học thì tôi cũng chọn châu Âu. Và nếu quay trở ngược trở lại, tôi có hai học bổng, một học bổng của Mỹ và một học bổng của châu Âu, chắc chắn tôi sẽ học ở châu Âu. Đó là cái lời tự đáy lòng, không phải vì tôi học châu Âu tôi quảng cáo châu Âu, mà đó là cái tôi sẽ chọn và đó là định hướng tôi sẽ dành cho con của tôi. Vâng ạ. Tôi không hiểu là anh Kim Cương ấy học truyền thông hay là anh ấy học công nghệ thông tin, tại vì thấy là có vẻ truyền thông là thế mạnh hơn là công nghệ thông tin thì phải, nó nổi bần bật. Vâng, nhưng mà tôi hoàn toàn nhất trí với những chia sẻ của anh ý. Bởi vì là khi mà các trường châu Âu sang đây hỏi tôi, nhìn thấy các biển quảng cáo đầy ra thì hỏi tôi là anh cho học bổng bao nhiêu học bổng này, Mỹ cho bao nhiêu học bổng kia, thì họ có hỏi tôi là sao có nơi cho nhiều học bổng thế nhỉ? Và khi tôi giải thích là học bổng của họ thật ra là giảm 50% học phí, giảm 100% học phí, nghĩa là đi học không mất tiền, thì tất cả đều, ui dồi ôi, thế mà gọi là học bổng. Ở đấy là, ở với các nước chúng tôi thì đấy là chuyện nghiễm nhiên. Đấy, không chỉ có thế ạ, ở một số nước, bây giờ tôi xin phép không nêu ra tên Ý để nghe có vẻ là cạnh tranh quá, mà rất nhiều nước châu Âu còn hỗ trợ các bạn châu Âu nổi tiếng về văn minh, bình đẳng, bác gái. Và như thế thì sinh viên Việt Nam sang bên kia, các bạn còn được hỗ trợ thêm để cho cái gọi là quyền được học. Có nghĩa là gì? Thu nhập gia đình của các bạn thấp chứ gì? Các bạn thuộc một nước mà thu nhập còn thấp. Bây giờ Việt Nam ra khỏi rồi nhưng mà thu nhập của gia đình Việt Nam vẫn được coi là thấp. Các bạn còn được hỗ trợ thêm tiền chi phí ăn ở. Đấy ạ. Và gần như là nghiễm nhiên, sinh viên của chúng tôi đi thì hầu như các bạn nào xin học bổng gọi là trợ cấp cho quyền được học thì đều được cái học bổng này. Đấy. Thì học bổng của châu Âu rất nhiều nếu mà so với các nước mà các thị trường mà Việt Nam chúng ta đang gọi là tốn tiền ra thì châu Âu cho hơn rất là nhiều. Và hơn thế nữa thì ngoài cái chuyện là mua tiền, mang tiền về mua đất như anh Kim Cương, thì chúng ta còn có nhiều cái khác nữa. Khi mà chúng tôi sang học bên đấy thì tôi vẫn nhớ là khi mà bạn bè hoặc là bố mẹ sang thăm chẳng hạn, những cái chuyến trải nghiệm với chính con cái của mình thì đấy là một cái kỷ niệm mà tôi nghĩ rằng là ở nhà, ở đây không phải là ai cũng chờ đợi là về mua đất mà có thể mua một mảnh đất rồi và mua dùng cái thứ hai để làm tinh thần, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái giá trị rất là cao nữa mà khi đi du học ở châu Âu các bạn có thể có được, không chỉ cho mình ạ, về cả cho bố mẹ mình. Và một điểm cuối cùng theo tôi, cái mà chúng ta cần nhấn mạnh là chất lượng hàn lâm của châu Âu. Nếu như các bạn tra top MBA thì các bạn có thể thấy là bao nhiêu nước, bao nhiêu trường ở Mỹ, bao nhiêu trường ở Anh, bao nhiêu trường ở châu Âu. Tuy nhiên nếu như chúng ta đi vào những cái về nghiên cứu về hàn lâm nó sẽ khác, thì châu Âu tôi có thể khẳng định là chất lượng hàng đầu, nó khác với những cái ngành ứng dụng. Đấy, hoặc là những ngành mà nó thiên về thực hành và làm hơn, thì đấy là một cái cơ sở kiến thức cực kỳ vững chắc để sau này các bạn phát triển hơn nữa. Anh ạ. Sang một cái khía cạnh khác, đấy là khi mà giấc mơ châu Âu đã thành hiện thực rồi, như anh Kim Cương có nói là học bổng thì tràn trề, vậy thì khi mà chúng ta có học bổng rồi, chúng ta đặt chân đến châu Âu rồi, thì cũng là một lúc mà các bạn du học sinh phải đối mặt với rất là nhiều thách thức
trong đấy có những cái vấn đề về sốc văn hóa, bởi vì rõ ràng rằng là có những cái khác biệt nhất định về văn hóa giữa Việt Nam và châu Âu. Vậy thì các bạn, các anh chị đã vượt qua những cái thách thức này như thế nào và có những cái lời khuyên cho các bạn sinh viên tương lai như thế nào? Xin được hỏi anh Kim Lý có thể chia sẻ về những cái thách thức về sốc văn hóa dành cho du học sinh được không ạ? I mean, anywhere you move somewhere new, it's a culture shock. You know, I came back to Vietnam 2 years ago, and it was a shock for me. I still don't speak Vietnamese, and it's still taking me a lot of time. So, but just integrating with people takes time. And the first 6 months, you know, you will feel maybe a little bit lost. But I would, the best advice there again is to integrate with people. You know, every time you go to another country, you represent Vietnam. So you're an ambassador for Vietnam. You know, talk about your culture, and even if you don't speak that great of English when you arrive, just try. The only way to learn is by trying and by doing. So, again, integrate as much as you can with people, socialize, don't just study, be active, and try to make new friends. And once you make new friends, things become way easier. You know, it takes time, so you got to be patient, but, you know, keep on socializing. And you know, that's the best thing you can do. Thank you. Vâng, chị Thu Hà, chị có chia sẻ gì không ạ? Nói thật là với cá nhân tôi thì tôi không bị cao sổ sốc. Và tôi nghĩ là tôi là một trong những trường hợp khá là hiếm bởi vì không bị cao sổ sốc. Một trong những, có vài lý do mà nó dẫn đến cái chuyện đấy, tôi nghĩ là cũng một phần là mình chuẩn bị kỹ lưỡng. Có nghĩa là riêng chương trình học bổng của bên UK ấy, thì trước khi đi thì ở bên British Council hay là bên Đại sứ quán họ chuẩn bị rất là kỹ cho những chương trình gọi là pre-departure program. Khi đó các anh, các chị nói rất là kỹ là sang đấy các bạn phải expect cái gì như thế nào. Thì là bọn tôi đã được chuẩn bị rất là kỹ cái đấy rồi. Cái thứ hai nữa là bản thân là tôi là một cái người suy nghĩ rất là tích cực. Thì ngay cả khi trước khi mình đi học thì mình thấy cái gì mới là mình cũng tò mò, mình tìm hiểu. Mình tìm hiểu trước rồi. Và khi mà có các bạn bè nước ngoài là mình luôn luôn, ví dụ khi họ sang đây chơi là mình tiên phong, là mình tự nguyện mình dẫn họ đi chơi. Thì khi mình dẫn họ, mình giới thiệu họ về đất nước Việt Nam thì ngược lại mình cũng học được về văn hóa của họ. Cho nên là đối với tôi tiếp xúc với người nước ngoài thì nó không có khó khăn. Cho nên là khi mà mình sang đấy mình thích ứng cũng rất là dễ. Cái điểm thứ ba nữa là ở nước Anh thì tôi thấy mọi thứ nó đều rất là logic và convenient. Thực sự là khi mà tôi sang cái thành phố Birmingham, tôi không có cảm giác là tôi đang ở nước ngoài. Nghe thì rất là buồn cười nhưng mà đấy là sự thật. Tại vì có rất là nhiều yếu tố. Trường tôi ở quá gần trường. Cái thứ hai nữa, mọi thứ xung quanh nó đều quá dễ dàng, là mình cảm thấy mình sinh hoạt cứ như ở Việt Nam, không có khác gì cả. Đấy, thì cho nên là riêng về culture shock thì tôi không bị vấn đề đấy. Nhưng nếu mà các bạn có hỏi tôi là có một lời khuyên nào với những người mà có khả năng là họ sẽ bị culture shock, thì tôi nghĩ là mình hãy nên suy nghĩ tích cực. Và thay vì mình tìm cách là mình phải ở đấy mình phải thích ứng với những cái mới, thì mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý, cái tư tưởng là tôi sẽ đón chào những cái mới đến với tôi, thay vì là tôi phải chuẩn bị để tôi thích ứng với nó. Thì khi bản thân mình nghĩ như vậy rồi, mình nghĩ là mình sẽ đón chào những cái mới, mình welcome nó, thì luôn luôn trong cuộc sống, bất cứ khi nào mình có cơ hội mình học hỏi, mình tìm hiểu thì mình cũng đã tích lũy vào người rồi, thì khi mình đón nhận nó sẽ rất là dễ dàng. Là thay vì là chúng ta phải nghĩ là chúng ta phải đối mặt với những khác biệt về văn hóa, chúng ta phải thích ứng, thì chúng ta có một cái cách nhìn nó chủ động hơn, đúng không ạ? Tức là mở lòng ra và đón chào những cái gì mới, đúng không ạ? Đấy là chia sẻ của chị Thu Hà. Không biết là chị Minh Châu có bổ sung gì về những cái trải nghiệm của chị ở trên nước Đức không ạ? Nước Đức thì là một cái văn hóa nó cũng rất là khác so với Việt Nam, đúng không ạ? So I completely agree with Mr. Kim Lee and also with Chi Hạnh about your honorary sharing. And you know that in my class, as I said earlier, we have 20 nationalities, and we have Buddhism, we have Christian, we have Buddhist. So yes, so almost all religions, popular religions is in my class. So first, I think I felt culture shock for the first month. I think only for the first month. And then, because you know that everything have two sides, so one, the negative side, you think it's culture shock, but the other side means that you learn a lot of
all the experiences and all the culture, new cultures. And for me, it's so interesting that when you listen to, when I listen to my classmates when they tell about their own culture, about Indian, about Pakistan, about African cultures, and when we see the diversity and we see, wow, amazing, there's a lot of new thing in the world. And now I just know. So, I mean, that when we listen with our compassion and we listen with an open heart and an open mind, so everything will be just a new thing, new lesson to learn. So day by day, you think it's not a cultural shock at all. And you know that from my observation in Germany, they do different kind of Vietnamese student, because you know that nowadays a lot of Vietnamese students come to Germany to study. So I'm sure that you can get many Vietnamese friends in Germany too. So there are some people, some Vietnamese students, they just want to be surrounded with Vietnamese people. They are afraid of socializing with others. They also think that maybe I will not like it. Maybe they will not accept me. Such kind of thinking, and then they're afraid and they don't want to go out. But actually, German people and also other international students, they really like to know about new things, to know about Vietnamese culture. And like Mr. Kim Lee just says that we are an ambassadors of Vietnam, so be an ambassador. And so no culture shock. Just share about Vietnamese culture and also listen and learn about new cultures of other students. It would be, for me, it's the most wonderful experience for me for the 2 years in Europe. Thank you. Vâng ạ, vậy thì khi mà nhìn lại toàn bộ cái quá trình mà học tập và trải nghiệm ở tại châu Âu, thì các anh chị đánh giá những cái trải nghiệm đấy, những cái kinh nghiệm mình đã tích lũy được, những cái kiến thức mình thu nhận được ở tại châu Âu, thì nó đã góp phần như thế nào cho thành công về nghề nghiệp của các anh chị ngày hôm nay? Có thể chúng ta bắt đầu từ anh Kim Cương được không ạ? Vâng, thì được học bổng đi học châu Âu đó là một cái may mắn đối với tôi. Và thật sự tôi rất là cảm ơn cái cơ hội đó và sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cái thời gian 2 năm ở cái đất nước vô cùng tươi đẹp, Đan Mạch. Nó cho tôi rất nhiều thứ, ngoài kiến thức ra là còn những cái trải nghiệm mà người ta gọi là lifetime experience, là không bao giờ mà tuổi trẻ chỉ có... Khi có được cái thời gian đấy, cái tuổi trẻ thì nó vô cùng là tuyệt vời. Nếu các bạn ở cái thời tuổi trẻ mà có được những cái năm tháng và đi bôn ba ra nước ngoài, sống độc lập, tìm hiểu văn hóa các nước, đi du lịch đó đây, thì đó là một trải nghiệm tuyệt vời để sau này các bạn có thể kể lại với con cháu. Thì cái tuổi trẻ đấy thì tôi rất là may mắn khi có được cái học bổng để mà đi du học ở đất nước Đan Mạch, đất nước cực kỳ là tươi đẹp. Còn nói về cái đóng góp cái năm tháng đi học ở châu Âu với cái sự nghiệp của tôi sau này, thì kể câu chuyện như thế này để các bạn thấy nó đóng góp như thế này. Tôi học tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội xong, thì tôi có apply đi xin việc ở một tập đoàn viễn thông Thụy Điển. Và tôi nộp hồ sơ vào đấy khi tốt nghiệp đại học. Thì như ngôn ngữ của các bạn nói bây giờ là tôi bị loại ngay từ vòng gửi xe. Mới tốt nghiệp đại học ra đi xin việc. Nhưng mà sau đó tôi có được học bổng của tôi đi học. Thì khi tôi quay trở về Việt Nam, cũng cái công ty tập đoàn viễn thông đấy, tôi lại apply và người ta chào đón tôi ngay. Thì ít nhất đó là một cái chìa khóa mở cửa cho tôi vào một cái tập đoàn viễn thông lớn, đứng hàng đầu thế giới về mặt sự nghiệp. Thì nó cho tôi một công việc tốt, cho những cái trải nghiệm của tôi về mặt những kỹ năng trong học tập, trong nghiên cứu, về teamwork, về những cái sự khác biệt về mặt văn hóa, tôn trọng sự khác biệt, cái tôn trọng sự khác biệt rất là quan trọng mà các anh chị đây đã chia sẻ rồi. Thì vào một cái môi trường công ty đa quốc gia, ở đó cũng có rất nhiều các chuyên gia đến từ các nước khác nhau, từ Anh, Úc, Mỹ, rồi các nền văn hóa khác nhau, rồi tất tật các thứ khác nhau. Thì những cái trải nghiệm ở khi tôi ở Đan Mạch làm việc với các nhóm người khác nhau, rồi teamwork, làm research, thì nó khi tôi áp dụng hoàn toàn vào trong cái công việc của tôi ở cái tập đoàn viễn thông đấy. Và tất nhiên khi mình quen mình làm
Thì với cái tư duy, với cái mindset, với cái cách làm việc chuyên nghiệp mình đã được học ở bên kia rồi thì nó giúp cho tôi rất là nhiều và nó hỗ trợ cho tôi rất tốt. Thì và sau 2 năm làm việc ở cái tập đoàn viễn thông đó thì tôi cũng được promote lên vị trí manager, và tại cái thời điểm đó thì tôi là người trẻ nhất ở cái vị trí manager của tập đoàn viễn thông đó. Thì đó là một chút chia sẻ để các bạn thấy là khi bạn có cơ hội, mà tất nhiên là trong cái hồ sơ của bạn khi bạn nói là bạn có scholarship từ một cái trường đại học ở châu Âu thì nó mở cho mở toang cái cánh cửa sự nghiệp của bạn sau này, và bạn có thể chọn lựa con đường đi của bạn sau. Không biết là chị có chia sẻ gì không ạ? Đối với tôi thì nó mang thay đổi gọi là siêu cực lớn. Tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả. Tiếng Anh thì tôi sẽ gọi là một cái milestone hay là một cái turning point of my career path. Trước đây, trước khi đi học ấy, thì theo tâm lý thông thường của các bạn sinh viên Việt Nam thời đó thì chúng tôi hay đánh đồng là sale và marketing là một, accounting and finance là một. Tôi vẫn giữ cái tâm lý đó cho đến tận khi sang bên kia học ở Anh. Và tôi là bản thân là cái người tôi rất ghét cái ngành kế toán vì tôi thấy nó so boring. Thì lúc mà tôi còn nhỏ, tôi ở khu tập thể thì ở cùng khu có mấy cô có làm kế toán, cô lúc nào cũng mặt mũi đăm chiêu, khó tính lắm. Khó tính với tất cả mọi người xung quanh, hàng xóm, khó tính với gia đình. Và tôi tự nhủ với trong đầu tôi là sau này tôi lớn lên tôi không muốn giống các cô đấy. Cho nên là ngành accounting and finance là cái ngành mà tôi rất là không thích. Nhưng mà khi mà tôi đi học ấy, học bổng ấy, thì tôi có đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng cho bản thân trước khi đi học là khi tôi sang tôi phải tìm được một cơ hội làm ở một tập đoàn lớn ở bên nước Anh để tôi trải nghiệm được là làm ở một tổ chức lớn thì cái cảm giác nó như thế nào, và tôi hiểu được một cái tổ chức lớn nó được tổ chức như thế nào. Và tôi đã tìm được cơ hội đó. Tôi tìm được một cơ hội thực tập ở một trong những công ty về Big Four là công ty Deloitte & Touche. Và tại thời điểm đấy thì tôi làm ngay ở trung tâm London, và cũng tình cờ là tôi được người ta ưu ái, người ta bảo là phân công cho vào bộ phận ngon nhất ở bên bộ phận kiểm toán là bộ phận là audit cho bên mảng Banking and Finance. Bởi vì là Banking and Finance khi các bạn đi audit thì các bạn sẽ được ở trung tâm thành phố. Còn đi audit cho những cái ngành khác, ví dụ như ngành sản xuất hay là cái ngành khách sạn thì các bạn phải đi travel đến các tỉnh khác và có khi đến cuối tuần các bạn mới được về. Thì khi tôi vào thì tôi làm kiểm toán cho bên ngân hàng Bank of Tokyo and Mitsubishi, và tôi làm rất là nhiều những cái báo cáo liên quan đến ngân hàng đấy. Thì tôi mới phát hiện ra một điều, cái ngành banking and finance nó cũng không chán như là mình tưởng, mà ngược lại tôi thấy cũng rất là thú vị. Ngoài thời gian đi thực tập ở đấy thì tôi cũng dành rất là nhiều thời gian để tôi vào hệ thống của Deloitte để tôi tìm hiểu thêm cái cách thức vận hành, cách thức tổ chức các thứ của nó như thế nào, và tôi học được rất là nhiều. Thì tình cờ là tôi thời điểm đấy thì ngân hàng HSBC ở Việt Nam sang London để tuyển người về. Thì tôi thực sự tôi cũng apply cho nó vui, apply để lấy kinh nghiệm để apply sang HSBC UK. Thế cuối cùng là lại được chọn về làm ở đây. Và cái hay là tôi được HSBC cho tiền để đi từ London về Việt Nam, thì có nghĩa là tôi được 2 lần tiền để đi từ Việt Nam, từ London về Việt Nam, có một lần là do học bổng và một lần là cho công ty trả. Thì tóm lại giống như anh Kim Cương nói là đi học bổng như vậy kiếm được rất nhiều tiền nếu mà các bạn khéo léo. Ngoài chuyện là tôi còn bán được luận văn của tôi cho mấy công ty kiếm mấy nghìn bảng nữa, thì là một cái đoạn tích lũy khá đáng kể nếu mà như các bạn năng động. Đấy, thì nói về trở về cái câu hỏi của Dương là nó tác động như thế nào, thì thực sự đối với tôi nó tác động rất là lớn, bởi vì nó hoàn toàn thay đổi cái mindset của tôi về một cái ngành rất là lớn. Tại vì London nó cũng là thành phố tài chính lớn thứ hai thế giới rồi, thì có cơ hội ở đấy nó làm tay tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Và sau này về tôi vào ngành ngân hàng tôi làm và tôi thấy cũng nó cũng rất là thú vị. Thực sự tôi học được rất là nhiều thứ trong cái ngành đấy, và kiến thức thực tập ở Deloitte tuy nó có rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà thực sự nó giúp tôi là về đây là tôi trải nghiệm được hết, và tôi đón nhận mọi thứ nó một cách nó rất là sẵn sàng và đi trước người khác, bởi vì những cái đấy tôi đã trải nghiệm qua hết rồi. Khi tôi về đây là HSBC mới bắt đầu dậm dịch bảo phải làm phát triển những cái KPI để đo lường chất lượng hiệu quả công việc của mọi người, thì những cái đấy tôi đã trải nghiệm hết ở bên kia và nó đã giúp tôi đi rất là vững vàng trong cái sự nghiệp của tôi. Và sau đấy khi mà tôi làm ở HSBC có hơn 1 năm thì tôi được tuyển qua ANZ để thiết lập cái bộ phận là làm cho vay tín dụng cho đối tượng khách hàng là SME, và sau đấy tôi làm cùng với ở lại với bộ phận là bán lẻ.
thì tôi trở thành cái người giám đốc chi nhánh trẻ nhất tại ngân hàng ANZ tại thời điểm bấy giờ. Và khi tôi vào ngân hàng chưa đầy 2 năm, lúc đấy là tôi là người trẻ nhất và cái người lớn hơn tôi, kế tiếp là hơn tôi khoảng 10 tuổi. Tại ANZ tại thời điểm mới chỉ chọn những người rất là senior và làm ngân hàng lâu năm để làm giám đốc chi nhánh thôi. Đấy thì tôi lên quá trẻ và chỉ sau gần 2 năm thì, và không phải như vậy mà cứ thế lên tiếp, lên rất đều. Mà tôi cũng chẳng phải làm gì khác mà mình chỉ có nhiệm vụ là mình tận dụng hết tất cả những kiến thức mình đã học được và mình tập trung mình làm công việc cho thật là tốt. Khi mình làm tốt thì mọi cơ hội nó tự khắc nó đến, mình cũng không cần phải chính trị hóa thế này thế kia, mà mình cứ làm tốt cơ hội người ta sẽ tự đến, người ta offer với mình. Thì tôi nghĩ là thực sự là cái việc đi học ở Anh nó giúp phần rất là lớn cho tôi thay đổi cái và phát triển cái sự nghiệp của tôi. Nói bật mí thêm với các bạn rất là nhanh thôi, thực sự là lý do mà tôi đi học ở Anh là vì tôi bị bế tắc với cái sự nghiệp của tôi. Tại trước đây tôi làm cho một cái tổ chức nó cũng hơi hướng nhà nước và tôi cảm thấy là tôi không học đủ những gì tôi muốn học. Và sau đấy tôi có một chuyến chuyến công tác đi qua Thụy Sĩ, thành phố Geneva. Và tôi sang, oh my god, nó quá văn minh và cái đất nước nó quá phát triển và quá văn minh. Tôi bảo kiểu này thì tôi chắc chắn là tôi phải đi học rồi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Thế về tôi đóng cửa, tôi đi sang xin làm nửa ngày và tôi đóng cửa, tôi ôn lại IELTS một chút là tôi apply học bổng trong vòng 6 tháng. Thì thời điểm đấy tôi có được 2 học bổng là học bổng OSET của Úc và học bổng Chevening của Anh. Thì cuối cùng thì tôi quyết định tôi chọn học bổng Chevening của Anh vì rất là nhiều yếu tố và sau này khi nhìn lại thì tôi thấy cái sự lựa chọn của tôi rất là sáng suốt và nếu mà có được làm lại thì tôi nghĩ tôi sẽ không thay đổi cái quyết định của tôi. Vâng ạ, cảm ơn chị Hà. Vậy chị Hà cũng có chia sẻ là chị Hà được 2 học bổng của Úc và của châu Âu thì chị Hà đã quyết định là chọn châu Âu đúng không ạ? Cá nhân tôi cũng muốn chia sẻ một chút là về cá nhân tôi cũng được học bổng Fulbright của Mỹ và học bổng Erasmus của châu Âu và cũng quyết định là sẽ ngả theo châu Âu. Nên là hôm nay là chúng ta có những người mà rất là ủng hộ du học ở tại châu Âu ở đây. Nhưng mà tôi cũng rất là đồng tình với chia sẻ của chị Hà ở 2 điểm. Thứ nhất đấy là các bạn hãy học tất cả những gì mà mình có thể đúng không ạ? Và cái điểm thứ hai đấy là hãy làm tốt nhất cái công việc hiện tại của mình. Thì đây là 2 cái lời chia sẻ mà cá nhân tôi cũng thấy rất là tâm huyết với chị Hà. Chúng ta sẽ có một cái câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả các khách mời ở đây. Đấy là chúng ta có rất nhiều bạn sinh viên ở đây, có nhiều bạn năm cuối và đang sẵn sàng là chuẩn bị hồ sơ du học rồi, nhưng chúng ta cũng có những cái bạn sinh viên mà có thể mới bắt đầu ngưỡng cửa đại học thôi. Vậy thì các anh chị có một cái lời khuyên nào dành cho tất cả các bạn để ngay từ bây giờ các bạn đã có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái hành trang du học trong tương lai của mình? Có thể bắt đầu từ chị Châu đúng không ạ? So to tell you an advice that for your study in abroad, I just want you to sit calmly and realize your dream. And as soon as you realize what you really want in your life, live with your dream and fight for your dream. So it's my advice. Thank you. Nếu mà thực ra là để có học bổng thì nó không thể, nó là cả một quá trình chuẩn bị. Tôi muốn nói chia sẻ kinh nghiệm của tôi là thực ra nếu để nói về giấc mơ du học thì tất nhiên cái giấc mơ đó tôi có từ hồi còn bé. Thế nó trở thành một cái nỗi khát khao, thành một cái niềm mơ ước, một cái giấc mơ bởi vì hồi xưa ba tôi cũng đã đi học ở Nga, chị tôi thì đi học ở Đức cũng đều có học bổng cả. Và thấy những cái hình ảnh đó ở cái châu Âu nó quá tươi đẹp quá thì cái giấc mơ du học nó có cho tôi từ rất lâu rồi, từ hồi bé. Thành ra là cái đó là cả một quá trình. Thì bạn muốn có học bổng thì bạn cũng phải chuẩn bị. Tất nhiên là bạn phải có kết quả từ tiếng Anh là chắc chắn rồi, rồi còn kết quả học tập ở trong trường để có thể đạt được những cái điều đó thì đó là cả một quá trình chuẩn bị. Thì ngoài ra đó còn cái sự tích cực khi các bạn đi tìm kiếm các nguồn học bổng khác nhau, chịu khó lên internet. Bây giờ thì các bạn dễ quá rồi, nhưng mà tôi cũng nói là bạn nào chịu khó tìm thì cũng sẽ tìm ra được những cái nguồn mà như tôi nói ít cạnh tranh, đúng không ạ? Nếu bạn phải dựa vào cái sức của mình, không phải bạn có thể, bạn không phải là nằm top 10 trong cái trường, cái lớp hiện tại bạn đang học thì không có nghĩa là bạn không có khả năng có học bổng. Bạn vẫn có. Chia sẻ như này, hồi xưa tôi học chuyên lý trường đại học tổng hợp. Thì tôi chỉ trong top 10 của lớp thôi. Các bạn top đầu là đi học, gọi là thi, đi thi quốc tế. Giỏi lắm. Đi rất là giỏi. Mình chỉ ở top 10 thôi. Kể cả sau này trong đại học thì trong lớp mình cũng không phải là đứng đầu. Thế nhưng mình vẫn có học bổng bởi vì mình đi con đường mà
Như tôi đã nói, các bạn cứ đâm đầu vào Mỹ, rồi đi vào Úc, rồi đi những cái nơi mà đánh nhau chí chóe, mình đi con đường riêng. Mình biết là cái sức mình của mình có thể là mình không thể nào mà đi học bổng được từ những cái trường đại học Harvard hay là những cái trường top đi chẳng hạn, mà ở đó cạnh tranh cực lớn. Thì tôi muốn chỉ khuyên các bạn, bạn dựa vào sức của mình, bạn học hiện tại, tất nhiên kết quả của bạn phải tốt. Nhưng bạn sẽ dựa vào cái sức của mình để bạn chọn cái trường phù hợp và cái nơi nào có học bổng mà nó ưu đãi nhất và bạn có thể ít cạnh tranh nhất thì bạn sẽ có. Còn thì nó, nhưng mà bạn để làm được điều đó, bạn phải có cái khát khao, bạn phải có cái giấc mơ muốn đi, muốn bay ra ngoài, muốn có một cái cuộc sống mà như tôi đã chia sẻ. Thì tôi chỉ xuyên các bạn đó là có cái quá trình chuẩn bị thật tốt này, rồi là có cái mong muốn khát khao, chủ động đi tìm kiếm. Thậm chí khi để chuẩn bị cho cái bước đường đi du học là tôi còn đi, để tiếng Anh của tôi tốt hồi xưa là tôi còn phải đi tự đi làm bồi bàn, xin làm bồi bàn cho những cái quán mà dành cho Tây Ba Lô để mình có thể có khả năng nói tiếng Anh, practice cái English với những cái với người nước ngoài, và mình để mình hiểu hơn về các văn hóa của họ để có thích nghi tốt hơn, rồi làm tourist guide cho những công ty du lịch. Hồi đấy là tôi dẫn tour Chùa Hương. Thế thì để là đó là một cái quá trình chuẩn bị, nó không đơn giản là bạn 5, 4 và 1 bạn muốn có là bạn có ngay đâu. Thế thì tôi chỉ đưa lại cái khuyến như vậy. Tôi xin phép lấy khoảng 2 phút, tôi muốn phản biện anh Kim Cương một tí. Lời khuyên của tôi thì lại trái hẳn. Tôi nghĩ là học trường tốt rất là tốt các bạn ạ. Bởi khi các bạn học trường tốt ra cơ hội nghề nghiệp của các bạn khác hẳn. Rất tốt là đằng khác ấy. Ví dụ như hồi xưa tôi học tốt nghiệp đại thượng ngoại thương ra, tôi tốt nghiệp bằng giỏi, ra cơ hội tôi tràn trề nhiều lắm. Nhưng lúc đấy cái sự lựa chọn tiếp theo của các bạn là cái gì thôi. Thì ý kiến của tôi là như thế này. Học trường tốt rất là tốt cho các bạn khi sau này các cơ hội các bạn ra trường. Nhưng cái sai lầm của nhiều người ấy, cứ nghĩ là cái trường nào nổi tiếng là trường đấy là tốt. Nó không hẳn là như vậy. Có nghĩa là ở nước ngoài người ta có phân rất là rõ ràng. Trường tốt, tốt theo cái kiểu mà tốt chung và tốt theo một số ngành nhất định. Thì có những trường có thể là trong top 5 trường đại học nói chung, nhưng cái ngành mà các bạn học ấy có khi nó tận top đâu đấy, có khi top 40, top 50. Đấy, hoặc ngược lại, có một số trường nếu mà tính chung ấy, thực ra xếp hạng họ không có cao đâu, nhưng về đặc biệt một số ngành của mình ấy thì là lại xếp hạng rất là cao, ví dụ top 5 hoặc top 10. Thì khi mà các bạn nghiên cứu về trường ấy thì các bạn nhớ chọn lọc kỹ lưỡng xem là cái ngành mình học thì trường nào nó là tốt. Và nên dựa vào các cái bảng xếp hạng có uy tín ở trên thế giới để dựa vào đấy. Tại vì thực ra xếp hạng ở trường đại học thì có nhiều bảng xếp hạng lắm. Thì các bạn phải dựa vào những cái nguồn mà nó đáng tin cậy. Nhưng mà lời khuyên của tôi là trường nào mà cái ngành mình tốt là các bạn cứ apply vào cho tôi. Chuẩn bị kỹ và apply. Cái lời khuyên của chị, cả chị Hà và anh Kim Cương thì theo tôi nó đều chính xác ở một cái điểm đấy là trong rất là nhiều năm vừa qua tôi tư vấn cho rất nhiều các bạn đi học sinh muốn đi học tại châu Âu và thường là các bạn không xác định được là mình muốn học cái gì, không xác định được là mình muốn học ngành gì. Thì các bạn chỉ muốn nói chung chung là em muốn đi châu Âu. Nhưng mà với cá nhân tôi thì các bạn cần phải xác định được trước là cái ngành mình muốn học, cái chuyên ngành cụ thể mình muốn học là gì. Thì sau đấy các bạn sẽ tìm được những cái trường theo những cái xếp hạng nhất định. Và chính những cái trường đấy thì lại là những cái trường ngách như anh Kim Cương có chia sẻ. Ví dụ như là trường Aarhus ở Đan Mạch, có thể là có nhiều bạn ở đây không biết. Các bạn sẽ biết được đến LSE ở Anh chẳng hạn, hoặc là các trường khác ở Pháp, nhưng các bạn sẽ không biết đến Aarhus. Mà Aarhus lại là một trường rất là mạnh về ngành truyền thông chẳng hạn. Đấy là một cái ví dụ mà tôi đưa ra. Anh Kim Lý thì không biết là anh có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường cho cái quá trình chuẩn bị để đi du học châu Âu không ạ? I think the most important advice that I can give again is that be positive, you know, have an outgoing look on life. You'll meet so many incredible people, and coming to a new country and experience that is a life experience that you will carry with you for the rest of your life. Again, I think life is about facing your fears. You know, a lot of, you know, when you go somewhere new, you're going to be a bit intimidated, but you know, embrace that, and just be positive and believe in yourself. And you know, you're strong Vietnamese people, and you know, you have all the ability in the world to do whatever you want. So just believe in yourself. That's the most important thing. Uh,
Ngoài những cái kinh nghiệm rất là quý báu mà các kiều sinh đã chia sẻ, thì tôi nghĩ là các bạn, cái quan trọng nhất là các bạn lượng được sức mình. Không, nếu mà tập trung quá vào một số học bổng cũng không hay, dàn trải quá cũng không hay, nhưng cũng nên thử nghiệm. Mình có thể chọn ra một vài học bổng để mình thử nghiệm. Và các bạn không nhất thiết là phải chọn một cái khóa đại học hoặc một khóa master. Các bạn có thể tìm hiểu những đại học bổng khác, học bổng ngắn ngày, học bổng trao đổi. Các bạn sinh viên mà đang còn ngồi trên ghế nhà trường nên chú ý thêm các loại là học bổng trao đổi. Erasmus là một trong các dạng học bổng trao đổi rất nổi tiếng, nhưng cũng có thể có những cái học bổng khác. Và những cái kinh nghiệm đấy sẽ rất quý báu cho các bạn để sau này xin những học bổng quan trọng hơn. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của các anh chị ngày hôm nay. Do thời gian của chương trình có hạn nên là chúng tôi phải tạm dừng chương trình chia sẻ tại đây. Tuy nhiên, chắc chắn rằng là các bạn vẫn còn nhiều câu hỏi nữa muốn hỏi các anh chị, đúng không ạ? Những câu hỏi cụ thể hơn. Chúng ta có thể tiếp tục với phần 2 của chương trình tại các quầy thông tin. Tôi tin chắc rằng các anh chị cũng sẽ nán lại sau chương trình này và các bạn có thể hỏi kỹ hơn như chị Hạnh cũng sẽ ở quầy thông tin của Ý và chị Hà sẽ ở quầy thông tin của anh và cùng các anh chị khác cũng sẽ nán lại. Nên nếu các bạn có muốn có thêm câu hỏi gì khác thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp đối với các anh chị tại các quầy thông tin. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các khách mời và cảm ơn cái sự chú ý của các bạn trong ngày hôm nay. Và các bạn cũng đừng quên tham gia vào những cái trò đố vui của chương trình để có thể nhận được những món quà xinh xắn từ ban tổ chức. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.